Bộ Lao động Thương binh Xã hội yêu cầu các đơn vị trực thuộc nắm tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng, kế hoạch thưởng Tết. Trước thông tin nhiều đơn vị đã công bố thưởng Tết, các chuyên gia cho rằng mức thưởng năm nay có thể cao hơn năm trước khi nhiều doanh nghiệp công bố sẽ thưởng Tết bằng từ 3 cho đến 5 tháng lương. Thưởng Tết không chỉ là sự ghi nhận đối với đóng góp của người lao động mà còn là khoản thu nhập ngoài lương được mong chờ nhất dịp cuối năm. Với nhiều công nhân, một cái Tết có đủ đầy hay không phụ thuộc chính vào khoản tiền thưởng Tết này. Chính vì vậy, bên cạnh các doanh nghiệp khó khăn, nhiều nơi ban giám đốc công ty đã sớm chốt lương, thưởng Tết để người lao động yên tâm làm việc và có kế hoạch nghỉ Tết. Một số doanh nghiệp như công ty cổ phần tập đoàn Gia Định, công ty may mặc Johnny hay các doanh nghiệp nước ngoài dự kiến thưởng Tết cho công nhân từ 3 đến 5 tháng lương. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh dự trù tổng kinh phí cho hoạt động hỗ trợ khoảng 145 tỷ đồng dịp Tết Nguyên Đán 2024. Tổ chức nhiều chương trình như tặng quà cho 3.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, chương trình tấm vé nghĩa tình, tặng vé máy bay, vé tàu xe cho người lao động có nhu cầu về quê đón Tết.